xu hướng mới đáng báo động. Trong khi những loại thuốc kháng sinh thường dùng để tiêu diệt những căn bệnh thông thường thì bây giờ là ít tác dụng, thậm chí là không có tác dụng. Các bác sĩ đã cảnh báo nếu không có những hành động kịp thời sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhân nằm viện, thậm chí là tử vong vì không có loại thuốc nào có thể cứu chữa. Nguyên nhân là do mọi người đã sử dụng quá nhiều kháng sinh. Khi mới chớm viêm họng là đã uống kháng sinh, bị cảm lạnh hay những bệnh thông thường không phải dùng đến kháng sinh cũng dùng. Nhiều hiệu thuốc bán kháng sinh mà không cần đến sự kê đơn của bác sĩ, nên việc lạm dụng kháng sinh ngày càng nhiều và cơ thể họ ngừng phản ứng với thuốc, hoặc là họ không uống hết liều nên bệnh sẽ kéo dài và những vi khuẩn đó có thích nghi với thuốc. Và gần đây nhất, do hiểu sai việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm họng cấp là một trong những nguyên nhân gây lạm dụng kháng sinh nhiều nhất ở Việt Nam. Đau họng là triệu chứng phổ biến của bệnh viêm họng do nhiễm trùng đường hô hấp trên. Mỗi người sẽ mắc trung bình từ 2 cho đến 4 lần trên một năm. Trung bình thì cứ 10 ca viêm họng do virus thì có 8 ca không nguy hiểm và tự khỏi. Và một số ít trường hợp còn lại là do nhiễm vi khuẩn và những nguyên nhân khác đã được bác sĩ chỉ định sử dụng kháng sinh. Việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị viêm họng đã làm gia tăng thêm tình trạng kháng thuốc. Nhiều gia đình cứ đau họng một chút xíu là đã mua kháng sinh và dùng, rất là nguy hiểm, có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh. Việc lựa chọn thuốc để trong điều trị viêm đường hô hấp trên rất là quan trọng, nên mọi người hạn chế sử dụng kháng sinh trừ khi có chẩn đoán rõ ràng của bệnh nhân bị nhiễm khuẩn. Nguyên Thúy mong các bạn, thay vì các bạn tự ý sử dụng kháng sinh, bên cạnh các cái biện pháp hỗ trợ như là giảm đau hạ sốt bằng paracetamol, bổ sung nước và dinh dưỡng đầy đủ, có thể sử dụng thêm thuốc giảm đau kháng viêm thuộc nhóm thuốc NSAID. Đây là nhóm thuốc không steroid, gồm nhiều hoạt chất khác nhau và không có tác dụng gây nghiện. Các bạn dùng trong trường hợp giảm đau, khó nuốt và sưng họng. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.